Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ai, trời đất ơi, cái ngày gì đâu mà nóng nực bực bội vậy trời. Mà còn xui xẻo nữa chứ. Buổi sáng đây đi học á thì đã bị không điểm rồi. Về nhà còn bị Kairon bắt nạt nữa. Rồi còn bị Sammy đánh. Ai, trời ơi, thiệt là chán ghê luôn á. Riết rồi tôi không còn muốn ở trong cái làng Herutin này luôn á mọi người. Thiệt là xui xẻo quá đi. Không biết bao giờ mình mới hết xui xẻo đây. Thực sự là nhiều lúc cảm thấy cô đơn ghê. Ước gì lúc này có một người bạn nào đó ở bên cạnh mình. Hello Phong Cận. Ui cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, cái tên kia. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại xuất hiện trong nhà của ta? Ăn trộm, bởi người ta có ăn trộm. Bình tĩnh. Xin giới thiệu với bạn, tên của mình là Doraemon. Mình đến từ thế kỷ 22. Cái gì? Doraemon đến từ thế kỷ 22? Nè, đừng có xạo nha. Tôi không biết ai là Doraemon đến từ... nghe cái tên quen. Doraemon. Ủa? Khoan từ, đừng có lừa tôi nha. Tính ra tôi nhớ là Doraemon chỉ có trong truyện tranh thôi mà. Làm gì có trong Minecraft. Thì tôi là Doraemon phiên bản Minecraft. Doraemon phiên bản Minecraft. Nè, đừng có lừa tôi nha, tôi không có tin đâu. Nhưng mà bằng chứng đâu mà cậu kêu cậu là Doraemon, hả? Ai, trời đất ơi, đúng là hồi nhỏ cậu không có tuổi thơ mà. Hồi nhỏ cậu không nhớ rằng là Doraemon xuất hiện trong hộp bàn sao? Bây giờ tôi cũng xuất hiện ở trong hộp bàn nên là tôi là Doraemon thiệt nè. Trời ơi. Thiệt không? Bây giờ cậu thử di chuyển cho tôi coi, chứ tôi không tin đâu. Hỉ nha. Nó biết đi luôn nè mọi người ơi, nhìn kìa. Ôi trời, mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn nè. Con Doraemon này nó biết di chuyển luôn. Khoan đã, từ. Doraemon là phải có bũ bói. Đâu, cậu có bũ bói không? Trời đất ơi, cậu không tin đúng không? Đây, cậu nhìn vô túi của tôi nè. Đây, ở trong túi của tôi đó chính là túi bảo bối thần kỳ của tôi đó. Ủa, cái gì? Đây chính là túi thần kỳ á hả? Nhìn cũng giống á nha. Tròn tròn, mập mập y hệt như Doraemon nè. Mà còn có cả túi thần kỳ nữa. Thì chắc chắn đây đúng thiệt là Doraemon rồi. Nhưng mà khoan, như vậy có nghĩa là nếu như cậu chui từ học bàn của tôi, vậy thì có nghĩa là học bàn của tôi sẽ có cổ máy thời gian bên trong hả? Đúng rồi, trong học bàn của cậu có cổ máy thời gian mà. Đâu, để mình xem coi. Ui, cái học bàn nó phát sáng nè mọi người. Nhưng mà khoan, tôi không tin đâu nha. Làm gì có chuyện mà có cổ máy thần kỳ ở trong thế giới Minecraft. Cậu thử cậu chui vô coi tôi mới tin. Được, đây, nếu mà cậu không tin thì để tôi chui vô cho cậu xem nè. Đấy, 3, 2, 1. Ui, biến mất rồi. Ui trời ơi bạn ơi, Doraemon biến mất thiệt rồi nè. Ui vậy là bên trong đây là có cổ máy thời gian thiệt hả ta? Đâu, để mình chui vô thử xem nha các bạn nha. Ui, cái gì vậy? Ủa chỗ này là chỗ nào đây? Mình nhận ra rồi các bạn ơi. Đây chính là cổ máy thời gian của Doraemon thiệt nè. Ủa Doraemon, vậy là mình ngồi lên trên cái máy này là mình có thể đi đến thời gian nào mình muốn cũng được hả? Hay, tất nhiên rồi, đây là cổ máy thời gian mà. Trời ơi, đã quá à. Tôi không ngờ là trong Minecraft cũng có Doraemon và cũng có cả cổ máy thời gian luôn các bạn ơi. Như vậy là cái điều ước của mình hồi nãy đã thành hiện thực rồi. Hồi nãy mình ước rằng mình sẽ có một người bạn ở bên cạnh. Và bây giờ Doraemon đã xuất hiện. Nhưng mà khoan đã, Doraemon ơi. Bây giờ bọn mình lên trên gọi là mặt đất đi. Chứ ở trong cái thế giới thời gian này á, tôi bị nhức đầu quá. Nhìn nó nhức đầu thực sự luôn á. Thôi mình đi lên trên đi mà nói chuyện tiếp. Đi lên trên nha. Được, đi lên trên ơi. Ok, đi. Trời ơi, thần kỳ quá à Doraemon ơi. Bây giờ á thì mình tin cậu là Doraemon thiệt rồi đó. Nhưng mà khoan đã, mình muốn hỏi cậu một câu nha. Tại sao cậu lại từ thế giới tương lai và quay trở về đây để giúp mình? Mình đâu phải là bạn của cậu đâu. Mà tại sao cậu lại đến đây? Hey, thì cậu cũng giống như là Nobita trong truyện tranh vậy đó. Cậu á lúc nào cũng hậu đậu nè, vụng về nè, mà lại còn hay xui xẻo nữa. Cho nên nó là tôi đã từ thế kỷ 22 về đây để giúp cậu thoát khỏi cái số phận xui xẻo và vụng về đó. Và một điều đặc biệt nữa đó chính là tôi sẽ trở thành một người bạn tốt của cậu. Ồ, thiệt vậy luôn hả? Đã quá vậy, trời ơi, thích quá à. Ôi, như vậy thì mình sẽ y hệt như Nobita trong truyện tranh vậy đó các bạn. Mình sẽ được sử dụng bổ bối của Doraemon. Trời ơi, quá là đã luôn. Có bạn nào muốn... gì vậy? Bảo bối của tôi không phải là lúc nào cũng muốn dùng của
không được đâu nha. Được rồi, biết rồi mà. Khi nào mình cần cái gì đó lắm thì mình mới nhờ nó bú bói của cậu thôi. Mình không có lợi dụng cậu đâu, yên tâm. Hay trời ơi, bạn ơi, đã quá. Và từ nay mình có thể sử dụng bú bói của Doraemon. Bạn nào muốn mình quay những video sử dụng bú bói của Doraemon thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới. Mình sẽ test bú bói của Doraemon cho bạn xem nha. Mình sẽ mượn Doraemon. Thôi được rồi, bây giờ trước tiên thì Doraemon à, cậu có thể nào cho mình mượn thử cái trong chống tre để mình có thể bay thử được không? Chứ mình thích bay lắm luôn á. Trong chống tre hả? Tất nhiên là có rồi, nhưng mà bây giờ là tụi mình đi ra ngoài đi, tôi sẽ cho cậu mượn. Ok, được được được, vậy bây giờ mình ra ngoài nha. Đây đây, bạn bấm cái nút này nè, là đi ra bên ngoài được à. Ok, ra đây. Ôi ra trời, đây ra đây. Tính ra nhà cậu cũng hiện đại quá vậy. Trời ơi, nhà của mình ở trong Minecraft mà hơi bị hiện đại luôn á. Thôi được rồi, Doraemon. cậu cho mình xem thử cho chống tre đi. Cậu đợi tí nha, từ từ để tớ lấy bảo bối trong túi thần kỳ của tớ đã. Trong chống tre. Wow, trời ơi các bạn ơi, bạn nhìn nè, Doraemon đang đeo cái trong chống tre trên đầu thiệt luôn nè các bạn. Nào đâu để mình xem coi. Ua, nó đang xoay vòng tròn thiệt luôn nè. Hay quá à Doraemon. Ủa nhưng mà khoan, cái chống tre này tôi đọc trong chuyện là nó bay cao lắm mà. Cậu có thể bay cao lên trời được không? Ủa trời ơi, tất nhiên rồi. Đây cậu nhìn nha, 3, 2, 1. Ghê chưa. Trời ơi, đã quá vậy. Đâu bây giờ cậu thử bay tuốt lên trên cái nóc nhà luôn coi. Thử đi. Này, tớ sẽ bay lên tuốt cái nóc nhà luôn. Ghê không, ghê không. Trời ơi, xịn quá à. Mấy bạn ơi, có chống tre thiệt luôn kìa. Doraemon, bạn xuống dưới đây. Mình nói cậu nghe nè. Mình năn nỉ á, cho mình mượn mình bay thử cái được không? Này, nhưng mà cái chống chống tre này của tớ á, rất là khó bay á. Cho nên á, là cậu phải luyện tập đàng hoàng nghe chưa. Nếu không là cậu tông vô nhà người ta liền á. Ok, yên tâm đi. Mình biết mà, cho mình mượn đi. Này, đợi tí. Trời ơi bạn ơi, bạn nhìn nè, trên đầu của mình đang đội trong chống tre thiệt luôn nè mấy bạn ơi. Nhìn xịn chưa? Doraemon ơi, mình đang bay lên nè Doraemon. Nhìn nè. Hay lắm, hay lắm. Trời ơi thích quá à, mấy bạn ơi, bạn nhìn trong chống tre xây nè. Ồ, xây nè, ghê chưa. Trời ơi đảo quá. Ê Doraemon, mình thử bay lên trên bay lên cao thử nha. Được, cậu thử bay đi nhưng mà nhớ từ từ thôi nha. Ok, đâu để mình thử nha. Hey. Ha. Wow! Trời ơi, cao quá. Trời ơi bạn ơi, bạn nhìn bay nha. Từ từ đây. À, mình đấy, biết bay rồi. Từ từ đó, coi chừng đó. Mình biết rồi mà. Trời ơi, bay tuốt lên trên mây luôn nè các bạn ơi. Trời ơi, đảo quá à. Mọi người nhìn nè, trên đầu của mình cái chấm tre đang xoay nè, bạn thấy không? Trời ơi, đã thiệt luôn á Doraemon. Ê, trời, như vậy là từ nay mình đã có một người bạn mới rồi. Ôi, ủa mà khoan, cái gì vậy? Ôi, cái gì vậy? Yeah! Ai da, trời ơi, đau quá à. Doraemon. Này, cậu có sao vậy Phân Cận? Trời ơi, tại sao mình đang bay cái tiền mình bị té xuống dưới vậy hả? Đau quá trời đất luôn á. Chắc là do mình quên sạc pin á. Cái mình đưa cho cậu quên sạc pin rồi. Trời ơi, đúng là cậu còn hậu đậu hơn cả tớ luôn á. Trong chống tre mà quên sạc pin như vậy rất là nguy hiểm á, biết không? Thôi nhưng mà thôi không sao. Dù gì ấy, thì mình cũng tin cậu là Doraemon thiệt rồi. Thôi bây giờ mình với cậu sẽ cùng nhau đi gặp mọi người ở trong làng để mình giới thiệu cậu với những người bạn mới. Ví dụ như là Mr. Dịch nè, Sammy, Simmy, Kairon, với lại Siro, Mimi nữa, Kamui nữa, nhiều người bạn lắm. Bạn muốn đi với mình không? Được, đi thế nào, mình cũng muốn gặp. Ok, vậy thì đi thôi nha. Qua đây, đầu tiên mình sẽ giới thiệu bạn cho Sammy trước. Qua đây, nhanh lên. Sammy ơi, Sammy à. Trời ơi bạn ơi, hôm nay mình vui quá. Mình đã kiếm được một người bạn mới rồi. Mình phải khoe ngay cho Sammy mới được. Để mình nhấn chuông. Sammy ơi. Ủa, Sammy à? Ai phá cửa nhà người ta vậy? Trời ơi, ai phá gì? Tôi là Phong Cận nè. Tôi đến đây để thăm Sam nè. Sẵn khoe cho Sam cối này hay lắm nè Sam ơi. Doraemon, bạn đợi mình tí nha. Sam ơi. Ủa, Phong Cận hả? Trời ơi, tôi nè. Tôi nhớ ông gần chết nè. Rồi ông sáng giờ luôn á Phong. Ủa, Sammy nhớ Phong hả? Trời ơi, Phong cũng nhớ Sam nữa. Ủa mà sao? Sao tự nhiên hôm nay đợi Phong hả? Ủa, bộ biết hôm nay tôi Phong đợi thăm hả? Ông. Không, tôi đợi ông để tôi quánh nhau. Ê, cái gì vậy? Đứng lại, trời ơi. Bình tĩnh. Đứng lại, cái gì mà bình tĩnh? Ông nghĩ sao vậy hả? Ông dám, ông là người dám ăn cắp bánh quy của tôi mới đâu đúng không? Hả? Ủa, làm gì có, tôi có biết bánh quy gì đâu. Nè Sam, tôi nói cho bà nghe nè, mặc dù á tôi ham ăn thiệt á nha, nhưng mà tôi không thể nào mà tôi lấy trộm bánh của Sam để ăn được. Cái gì kỳ vậy? Trời ơi trời, ai chứ riêng ông là tôi tin á, riêng ông là tôi tin luôn á. Bây giờ nôn bánh ra trả tôi nhanh lên, tôi quánh ông bây giờ nha sao? Trời không có mà, trời bình tĩnh đi, tôi nói Sam nghe nè, hôm nay chúng ta mới có một người bạn mới tính khoe cho Sam mà Sam làm gì hung dữ vậy hả? Ủa, bạn mới đâu? Đâu? Đây nè, xin giới thiệu với Sam đi. Đây chính là Doraemon. Ủa, Doraemon có trong Minecraft luôn? Ủa, tôi tưởng trong một
hình thôi mà. Trời ơi, giới thiệu với bạn, tên của mình là Doraemon, mình là người đến từ thế kỷ 22, rất vui được gặp bạn. Đó, dễ thương chưa? Trời ơi, nhìn chồng chồng với béo với trang phong cận này dễ thương vậy. Nè nè, Sam nói gì vậy? Tính ra tôi vẫn còn ốm, đẹp trai xấu muối vậy mà Sam kêu tôi mập là sao? Trời ơi, tôi không có tròn mập như Doraemon đâu. Mệt ghê rồi, rồi giờ sao bây giờ ông giới thiệu tôi với Doraemon hả? Trời ơi, dễ thương. Đúng rồi, xin giới thiệu với Sam nha. Hôm nay nè, Phong đang ngồi ngủ trưa. À không, ngồi sao ngủ, phải nói là nằm ngủ trưa mới đúng. Thì tự nhiên cái hộp tủ vàng cái tích của Phong á tự mở ra, xong cái đầu Doraemon từ trong hộp tủ xuất hiện luôn. Ghê không? Y hệt như trong truyện tranh luôn á. Ôi trời, gì mà thần kỳ quá vậy? Wow, trời ơi, xịn quá à. Ủa, từ từ đúng không? Doraemon này có lấy được bộ bối thần kỳ không? Có chứ, có chứ. À, quên nữa, xin giới thiệu với Doraemon, đây chính là Sammy. Sammy thấy dễ thương không? Ủa Phong ơi, sao tôi thấy bạn này hung dữ vậy? Ủa, hình như bạn này là trai em đúng không? Trời ơi, không phải đâu. Trời ơi, Doraemon ơi, bạn hiểu nhầm rồi. Đây không phải là trai em đâu. Sammy bình tĩnh, chắc là do là Doraemon thấy bà hung dữ quá cho nên thấy ăn hiếp tôi, chắc là tưởng là trai em đó, không phải vậy đâu. Đây. Nghĩ sao tôi là trai em hả? Doraemon nói chuyện gì cày vậy? Tôi thì sao là trai em? Tôi hiện cực chết à. Hung dữ quá. Ôi bạn này hung dữ quá. Không ơi, bạn này hung dữ quá hả? Bình tĩnh, bình tĩnh. Đây nè, xin giới thiệu với lại là Doraemon, đây chính là Sammy, là con gái, đâu phải là con trai đâu mà là trai em. Sammy á là bạn, là bạn gái của tôi đó. Thế vậy là bạn gái của ông Cẩn hả? Đúng rồi. Vậy có nghĩa là Sammy chính là Shizuka đúng không? Đúng rồi á, cũng na ná vậy á. Trời ơi, đúng rồi đó, tôi hiền diệu xinh đẹp nét na thùy mị nhất thế giới Minecraft, tất nhiên là tôi là Shizuka rồi. Ui ngại ghê. Hiền hiền ghê. Đúng không? Hiền giống okay. À quên nữa, từ nãy đến giờ tôi khoe đây là Doraemon thì tất nhiên Doraemon là phải có bũ bói đúng không? Bây giờ Doraemon, bạn hãy cho mình mượn cái chấm chống tre đi để cho Sammy thử gọi là dùng bũ bói. Ê, được. Ôi. Đây, mấy bạn đợi mình tí nha. Thì, để mình mò bảo bói cho các bạn coi nè. Thì, bảo bói. Được rồi, trong chống tre của các bạn đây. Thì... Đâu? Tên. Đây, xin giới thiệu với Sammy. Đây chính là trong chống tre của Doraemon á. Hồi sáng nay tôi có đội thử lên, tôi bay được luôn á Sam. Hơi bị hay luôn á nha. Ôi, thích quá. Đây là ước mơ của tôi khi xem Doraemon nó vào. Tôi chắc chắn mấy thằng fan cũng thích y chang tôi luôn, là có trong chống tre ngoài đời đó. Khỏi khi bay lên trời luôn. Đúng rồi. Nè, Sam có muốn thử dùng trong chống tre thử không? Muốn, trời tôi muốn bay lên trời luôn bằng cái này luôn á. Thích quá à. Doraemon ơi, cậu có thể nào cho Sammy mượn trong chống tre được không? Hey, tất nhiên trời. Được rồi, Doraemon đã đồng ý rồi hả Sammy? Bây giờ Sam hãy thử lấy Sam đội trên đầu, thử bay. Rồi, đây, tôi lấy nè, để xem qua. Rồi, bây giờ thì trong chấm tre đã được đeo trên đầu của Sam rồi đó. Bây giờ Sam hãy thử bay thử đi. Ôi, tất mà, ủa bay sao, tôi có biết bay đâu. Bây giờ Sammy chỉ cần nhảy lên một cái là nó sẽ bay lên liền luôn á. Ủa thật à, rồi tôi thử nha. Một, ok. 2, 3. Bay lên rồi kìa. Wow. Ê Sam ơi, Sam đang đội trong chống tre á, thì Sam có thể bay cao hơn được luôn á, đâu cần phải bay thấp như vậy đâu. Thử bay cao lên đi. Nhìn kìa. Đã chưa, đã chưa. Trời ơi. Thích chưa, thích chưa. Đó. Đó, Sam thấy không? Tôi đã nói mà, đây chính là Doraemon thiệt đó, có bảo bối trong giống tre luôn mà, ghê chưa? Hey, tính ra nha, là Doraemon còn nhiều bảo bối khác hay hơn nữa luôn các bạn ơi. Nhưng mà cứ từ từ đi, mình sẽ cho bạn xem những cái món bổ bối tiếp theo của Doraemon nha. Đấy, thôi được rồi, vậy thì bây giờ tôi đã giới thiệu cho Sam xong người bạn mới rồi nè. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua bên nhà của Simmy đi, để chúng ta giới thiệu cho người bạn này cho Simmy ha. Ok, tôi bay trước. Đồng ý. Trời ơi, các bạn nhìn kìa, Sammy nó trong chấm tre xong bà thích quá bay hoài luôn kìa bạn. Ok, Doraemon, bây giờ mình sẽ dẫn bạn đi qua thăm thêm một người nữa, đó chính là mèo Simmy, được không? Được, tôi đang hóng gặp bạn nào tên Simmy lắm nè. Đi thôi nè Phong Cận ơi. Ok, đi thôi. Rồi, xin giới thiệu với Doraemon, đây chính là nhà của bạn có tên là mèo Simmy. À đây nè, bên này nè. À, hello mèo Simmy. Hello. Hello Phong Cận nha. Ông qua đây ông mua vậy là gì, đồ ăn của tôi đúng không? Đúng rồi, hôm nay đói bụng quá trời quá đất luôn cho nên qua đây để mua đồ ăn nè. À quên, hôm nay tôi có một người bạn này muốn giới thiệu với lại Simmy nè. Xin giới thiệu với Sim. Đây chính là Doraemon. Hả? Gì cơ? Doraemon. Doraemon luôn hả? Đúng rồi. Tôi coi thử.
Wow, trời đất ơi, tính ra Doraemon tôi chỉ đọc trong truyện thôi, ai ngờ là có ngoài đời thật luôn hả? Trời ơi, tất nhiên rồi. Phong ơi. Hả? Sao Doraemon? Cho tôi hỏi cái. Ủa hồi nãy Phong nói với tôi á là Phong sẽ dẫn tôi đi gặp một cái bạn tên là mèo Simmy mà. Ủa sao bạn này đâu phải con mèo đâu? Trời ơi Doraemon à, ông nhầm rồi. Thật ra mèo Simmy chỉ là cái tên thôi, chứ bạn ấy cũng là người như chúng ta thôi, chứ không phải là con mèo đâu. Vậy mà tôi cứ tưởng đâu là con mèo Simmy chứ, trời ơi. Trời ơi, đúng là Doraemon thích mấy con mèo đúng không? Thôi được rồi. À đúng rồi, hôm nay qua bên đây sẵn rồi, tôi sẽ cho Doraemon ăn thử những món ăn do mèo Simmy nấu, hơi bị ngon luôn nha. Sim ơi, bây giờ để tôi xem coi hôm nay quán của Sim có gì nè. Ủa, cái này là bánh bí ngô đúng không? Đúng rồi đó, bánh bí ngô hơi bị ngon nha, mới là ngon luôn. Ê, Doraemon, bạn có muốn ăn thử bánh bí ngô không? Thôi tôi không ăn bánh này đâu, bánh này tôi không ăn được. Không ăn được hả? Vậy thì bên này nè, bên này có mấy cái bánh này là bánh gì ta? Bánh này bánh gì hả Sim? Bánh donut. Bánh donut nè, có muốn ăn thử không? À, tôi cố ăn được luôn, không ăn được. Ủa cái gì kỳ vậy? Doraemon mà khó khăn quá vậy, không có bánh nào ăn được hết trơn vậy, chứ bạn muốn ăn gì? Tôi muốn ăn bánh rán. Trời ơi, tôi á, mọi người biết mà, xưa giờ tôi chỉ thích ăn bánh rán thôi à. Bánh rán á, chết rồi, ở trong Minecraft thì làm gì có bánh rán cho Doraemon chứ. Ủa Sim ơi, có bánh rán không? Bánh rán hả? À trời đất ơi, tỉnh ra may mắn ghê ta, hôm nay tụi vừa nấu bánh rán luôn nè. Bánh rán rồi. Wow. Doraemon. Ok. Trời, y hệt như trong hoạt hình luôn nè, các bạn nhìn nè. Bánh rán. Thôi được rồi, hôm nay tôi mới nấu mà. Doraemon, bạn ăn bánh rán ha, để mình mua cho bạn. Mua càng nhiều càng tốt nha, tôi ăn bao nhiêu cũng được hết trơn. Ok, được rồi, Simmy cho mình một cái bánh rán nha. Ok, được rồi, hai người ngồi ra bàn, mình bưng ra cho. Doraemon ơi, mình không có tiền nghèo đâu, cho nên là một cái thôi nha. Bạn ngồi ở đây đi, để mình ngồi ở đây. Rồi, đây. À, trời, Doraemon, hôm nay á là có một người bạn mới cho cậu, mình rất là vui luôn. Cảm ơn Sim nha. Hey, cho nên hôm nay mình sẽ đãi cậu ăn. Nè, ăn đi Doraemon. Bánh bén nào, nhận. Ngon quá, cảm ơn nha. Trời ơi, thật là không ngờ hôm nay bạn có quá nhiều sự trùng hợp luôn. Doraemon xuất hiện ở trong làng của Hero Team, mà trong làng Hero Team lại có thêm cả bánh rán nữa. Trời ơi, vậy là Doraemon tha hồ mà ăn luôn. Nhưng mà tiếc á là do nhà mình nghèo quá, không có nhiều bánh rán để mua cho Doraemon ăn. Thôi nhưng mà một cái thôi chắc cũng đủ rồi ha. À khoan đã, Doraemon, cậu ngồi đây đợi mình tí nha, mình đi toilet một chút. À Sim ơi, có gì Doraemon cần ăn thêm cái gì thì bạn cứ đem ra cho Doraemon nha. Ok, được rồi, yên tâm Doraemon, tôi có nhiều bánh rán lắm, lát nữa tôi cho cậu ăn nha. Ok, được rồi. Cảm ơn cậu. Doraemon đợi tới tí nha, tới đi vệ sinh một chút. À trời ơi, không biết sáng nay ăn trúng cái gì mà đau bụng quá vậy ta. Trời ơi, thoải mái rồi, không biết sáng nay ăn trúng gì mà đau bụng dữ ta. Ủa trời, ủa cái gì đây? Ủa, mấy cái bình gì đây? Ủa Doraemon, bạn làm cái gì mà bạn bày bừa mấy cái gì ra tùm lum sàn vậy? Nhậu. Ủa bày bừa gì? Mình đang ngồi ăn bánh rán á. Ủa trời, ủa Sim ơi, cái này là mấy cái bình gì vậy? À, cái này là bình bánh rán á, nãy chị Doraemon ăn nhiều quá trời luôn á, mình làm không xuể tay luôn á. Trời ơi. Sim ơi, là Sim mình nói bạn nghe nè, mặc dù là bạn thích Doraemon thiệt á, nhưng mà bạn cho Doraemon ăn một cái bánh rán thôi được rồi, mời đâu có cần phải nhiều vậy đâu. Ôi trời ơi, ngon quá, cảm ơn Sim nha, ngon quá. Nhầm. Ngại muốn chết luôn à. Mình đâu có mời đâu, tính ra mình bán cho Doraemon mà. Bán? Trời, Doraemon làm gì có tiền mà bạn bán cho Doraemon. Ủa nhưng mà Doraemon à, từ nãy giờ cậu ăn bao nhiêu cái rồi? Hồi nãy giờ tôi ăn cũng sương sương là 100 cái rồi. Hả cái gì? 100 cái? Sim ơi, bánh rán này bao nhiêu một cái vậy? Bánh rán này hả? Một cái là 1 kim cương nè. Nếu mà 100 cái là 100 viên kim cương. Cái gì? 100 kim cương? Trời ơi, nhà mình nghèo vậy, tiền đâu ra 100 kim cương mà trả tiền bánh rán cho Doraemon đây? Trời ơi Doraemon, ông ăn cái gì mà nhiều vậy hả? Trời ơi, tôi nghe Simmy bọn gọi là cứ đưa bánh rán ra thì tôi cứ ăn thôi à, chứ tôi đâu biết là tính tiền đâu. Trời ơi, cái gì vậy? Bạn phải biết rằng là trên đời này cái gì cũng phải tính bằng tiền hết á. Tự nhiên không mày ăn nhiều vậy hả Doraemon? Mình làm gì có tiền? Simmy, bây giờ tôi với Doraemon không có tiền trả đâu, giờ sao? Không có tiền hả? Cũng không sao. Trời ơi, khổ quá trời quá đất luôn á. Bây giờ phải đứng ở đây để rửa chén nè mấy bạn ơi, khổ quá. Doraemon này ơi, là Doraemon, sao cậu ăn nhiều quá vậy hả? Bây giờ mình phải rửa tôi chén để trừ nợ nè. Trời đất ơi, thì tôi tưởng đâu đó bánh miễn phí tôi ăn thôi. Trời ơi, thiệt luôn á, đúng là cậu phí
phiền phức thiệt luôn á Doraemon. Ở nhiều chén vậy sao mà rửa hết được đây. Trời trời. Nè nè, hai người kia làm nhanh lên nha, tôi còn ra kia bán nữa á. Ơi ơi, biết rồi, thôi Sim ra ngoài kia đi. Bọn tôi sẽ cố gắng rửa đủ 100 cái chén đi để trả nợ được chưa? Ok. Nếu mà bị một cái chén nào thì hai người sẽ biết nhặt với tôi nha. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Ok. Ai, Doraemon nè, tất cả tại cậu đó. Trời ơi, khổ thiệt luôn á. Thôi thôi, rửa, lo mà rửa chén đi kìa. Còn đứng đó nhìn cái gì nữa. Cậu cứ lo rửa chén đi. Nhưng mà Phong Cận à, để tôi nói cho cậu nghe nè. Tôi là mèo máy đến từ tương lai. Và nhiệm vụ của tôi đến đây là để giúp cậu. Nên đó là cậu yên tâm, tôi sẽ cố gắng giúp cho cậu trở nên không xui xẻo nữa. Ai, thôi cũng được. Nói chung là cậu là người bạn mới của tôi, cho nên tôi cũng không muốn trách cậu. Ai, thôi được rồi, thôi rửa chén đi. Yên tâm đi, từ bây giờ chúng ta sẽ trở thành một đôi tri kỷ. Chúng ta sẽ là những người bạn tốt của nhau. Được rồi, biết rồi mà. Thôi rửa chén đi, nhanh lên kìa. Thôi Simmy xử hai đứa mình luôn đó.